các bạn vừa xem demo qua, mình vừa giới thiệu các bạn là một chiếc đèn LED đổi màu có thêm chức năng phát nhạc các bạn ạ. Cái này là sản phẩm này là mình được một ông linh kiện Vĩnh Thịnh ông tặng các bạn ạ. Ngày mai mình sẽ review cho bạn xem nha. Các bạn vừa xem demo qua thì đã thấy các chức năng rất là mạnh của nó rồi. Thì mình hôm nay mình sẽ đi sâu hơn một chút là cho các bạn xem trải nghiệm và chạy thử vào những cái khu vực nào các bạn sẽ lắp được cái đèn này nhá. Siêu nhỏ gọn luôn. Đây. Mẫu đèn nó là đèn Music Light mẫu ND008. Mẫu này là có một chức năng quan trọng nhất của nó chính là cho các bạn cái chức năng của cái đèn ngủ. Vừa làm đèn ngủ được và vừa có thể sử dụng được, tức là có phát nhạc luôn, play music này. Chỉnh cái độ sáng màu này, chỉnh led light tức là chỉnh độ sáng. Đấy, thông số chính như thế các bạn nhìn này. Nguồn điện 12W này, 12W là chạy đèn nhé. Còn loa của nó chỉ có 3W thôi. Bắt bằng sóng Bluetooth cực mạnh luôn. Đây, bây giờ ta đã không nói nhiều nữa, đi sâu vấn đề luôn nhé, cho bạn xem bên trong nhé. Sản phẩm mở hộp ra sẽ như thế này. Có một sản phẩm như thế này và một cái bộ núm tay cầm đi kèm như thế này. Mở ra nhé. Cái đèn này rất là tiện, thì các bạn có thể là treo ở trong nhà, ở cái chỗ nào có đuôi đèn là lắp vào được, chứ không quan trọng là các bạn cần phải lắp vào đúng cái đuôi của nó nhé. Cái đuôi này là đuôi lắp thêm có chức năng bật tắt, thì các bạn mua đuôi này ngoài rất là nhiều. Ông nào không muốn mua đuôi thì có thể là lắp luôn vào cái đèn nhà mình, đuôi đèn nhà mình luôn. Các bạn sẽ cắm điện này nhé, cắm điện này cho mình đấy. Cắm điện xong đèn nó sẽ sáng như thế này, đèn sáng đúng không? Đèn sáng nó sẽ có tiếng kêu tinh tinh một cái. Tinh tinh thì các bạn đầu thì các bạn có hai chức năng cơ bản nhất, thì các bạn muốn này có thể là chỉnh luôn này, flash này, chuyển này. Đấy, cái này thì mình sẽ tắt đèn đi, tắt đèn đi các bạn nhìn sẽ đẹp hơn. Đấy, tắt đèn đi nha, tắt hai đèn đi này, nhìn nó con này chỉ có mê hồn luôn. Chuyển sang chế độ chốt chốt bồ này, chốt bồ này nháy liên tục luôn, fake này. Đấy, nó từ từ đảo màu, từ từ đảo màu rất đẹp. Đấy, đảo màu này. Nó có chế độ nữa, chế độ smooth. Hoặc là các bạn muốn thì có thể để chế độ RGB này. À, lâu lắm rồi mình gặp cái đèn mà nó nhiều tính năng này mà lại giá thành rất là phù hợp ạ. Nếu ông nào có nhu cầu nâng cấp thì có thể liên hệ với ông Thịnh này nhá. Vinh. Đây, mình thử nhạc luôn này. À, con này là nhảy 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 thì nhảy nhảy theo nhạc. Có chức năng nháy theo nhạc. À, một là theo nhạc, hai là cho phép các bạn là bật to nhỏ trên này luôn này. Từ điện thoại các bạn không cần bỏ kết nối ra, chạy lịch tiếp luôn này, mình cho bạn xem luôn này. Thử luôn nhé, các bạn nhìn này. Bạn nhìn này. Bấm nhỏ, bấm trên điều khiển là nó điều khiển luôn trên điện thoại các bạn này. Chuyển bài thử nhá. Ô, chuyển luôn bạn ạ. Cái chức năng chuyển nhạc này và một phần là hai cái đèn RGB này, nó sẽ cho các bạn là chạy theo nhạc luôn. Đấy. Cái chức năng flash này, cái flash này là chạy theo nhạc nhá, cảm biến theo nhạc. Rất hay luôn. Trong cái phân khúc và tầm giá nha thì chiếc này đang là đỉnh cao nhất bây giờ rồi. Đạt đủ các yếu tố về chất lượng âm thanh cũng như là hiệu ứng. Các bạn mà ban đêm mà treo này lên thì đẹp mê hồn luôn. Đấy, các bạn có khu vực nào cần treo đèn lên thì treo lên nhà thôi, treo lên nhà này. Thì có thể bật tắt từ từ xa này các bạn nhé, mình bấm một lúc tắt luôn này. Tắt đèn luôn này. Bật này. Vừa có chức năng bật tắt đèn từ xa và có thể kết nối thêm nhạc. Cái này thì nhiều ông không khó đâu bạn ạ. Hiếm lắm. Con này phải nói là tay này, tay tay Thịnh này là cũng cao cấp phết, nghĩ ra cái trò này bạn ạ. Cái món này hay. Con này bật Bluetooth 4.0 rồi. Kết nối nhận nhanh lắm. Này. Nhận luôn, siêu nhanh luôn, chỉ có cái đèn là phải bật lại thôi, flash này. Nhưng mà thường thì mình thích màu chốt bồ hơn, à, màu smooth, nó sẽ chuyển theo kiểu làn khói ấy. Chuyển dần sang mình thích kiểu hơn. Cái đèn này các bạn có thể chế thêm được rất là nhiều, ông nào mà thích thì chế thêm cho mình cái cục pin vào đây này, một chế thêm pin, hai là có thể tháo ra độ thêm loa, độ thêm các kiểu linh tinh phèng. Con này là sẽ có một phần nữa là một phần cảm biến ở trong cái khu này, nó có một con cảm biến theo nhạc ấy. Công thích về chế thêm được nhá, nhiều đồ lắm. Cho clip mình nhá. Đấy, chúc bạn tìm được một chiếc loa kết hợp cả đèn ngủ luôn, kết hợp là đèn theo nhạc.
kết hợp là đèn chiếu ban đêm, tức là nhiều chế độ trong một luôn. Tức là nhà đầu tiên mình thấy có cái đèn mà lại có thể thêm được cả tính năng là nhạc nhiếc các kiểu, các bạn nó tổng hợp hết vào luôn, nháy theo nhạc các kiểu luôn, đẹp lắm. Rồi, cảm ơn ông Thịnh, ông đã tài trợ cho chương trình của em này cái đèn nhé. Đấy, để có cái video cho bạn xem, giới thiệu qua bạn chút về cái đèn này. Bye bye.